Hello, xin chào mọi người đến với video tiếp theo của Người Nhà Quê nha. Thì hôm nay ba anh em tụi mình sẽ làm cũng là món ăn nữa nha mọi người. Nay mình sẽ có 1 ký thịt ba rọi nha, kêu thịt ba chỉ đó. Mình sẽ đem luộc nước dừa rồi sang với rau sống rồi nha. Cang Trần đang lặt rau, chiều bắn ong hên sao không bị chín rồi. Dễ lắm, dễ ăn lắm. Xin chào cô chú nha. Giỏi lắm mà. Biết là rau rồi. Dễ ăn khen cần lắm hả? Còn lông không? Không. Cạo xịt bóp. Thôi xin mời mọi người theo dõi video nha. Giờ ông Đạt sẽ chặt trái dừa nha mọi người. Dừa này dừa sim đỏ. Ngồi gần bến tre chặt dừa điệu không? À dạ. Xin. Dừa chưa nào hả? Chân cháo à. Hai trái đủ hả? Đại vậy. Đặt nữa đi, không nó cạn nữa thì sao? Tao hài nữa đại. Chết chết. Chết. Vô nhà mà lo gì. Chứ đâu có nhiều người ta đâu mà nó dừa. Đó, nhà mình mà. Muốn chặt như mình chặt đúng không? Chứ cần gì mà chặt. Chặt nhiều quá là mất thì phải trả tiền nhiều dừa cho người ta nữa. Ừ. Rồi ngọt lắm nha. Hai trái dừa. Xong lấy nắp này lại. Thôi, phải chi. Còn khói lắm á. Sao hôi được. Kêu ổng đi mua cải xà lách về ăn sống, không mua cải gì nấu canh ăn không có được bộ, nó đắng lắm. Ngồi gán ăn nha. Hên là nhờ lại được mấy trái dưa leo với mấy trái cà chua nữa. Gỡ gì mới sạch này, dưa leo á. Gỡ bằng xà bông. Ừ. Đó của chú Khang con sáng tác á. Gỡ bằng xà bông. Lấy xà lát chà, lấy xà lát lấy xà bông chà chà luôn đi. Bỏ xà bông vô không? Khùng quá, bớt đi. Nay trời còn sáng quay cho bạn thấy được cái lỗ một bữa mình quay không thấy đó. Vô cái bếp này nè. Cái bếp thần thánh. Ông Đạt cũng đốt quá trời đốt lủng lỗ luôn. Đồ nghề vẫn y cũ nha mọi người, không có gì phát triển thêm đâu á. Có mắt không à. Đó.
bóng chiều. Giới thiệu với các bạn là cây mận nhà mình rồi nha. Mận này là mận An Phước nha mọi người. Trái quá nhiều trái luôn. Mà đốt lửa mà ngồi này đâm chiêu với ba. Đang suy nghĩ. Suy nghĩ về nước Mỹ. Suy nghĩ cần họ làm nước chấm kiểu gì. Đó, nhỏ chỉ đó. Ngồi từ đây nhìn vô không thấy cái chỗ mình đâu. Cây nó che hết trơn. Để thấy ghe chạy không? Ghe này chở dừa sim về Tiền Giang nha mọi người. Bên bên đó là Gò Công rồi đó. Con này là ghe buôn, mình cũng không biết chở gì hết trơn. Đi đâu về hướng biển. Giờ hát tự sướng một cái nha. Sôi rồi nha, sôi sùng sục. Sôi rồi, vô tay chú quẹo mà không sôi vô được. Rồi chín rồi các bạn ơi, giờ nước dừa cũng cạn gần hết rồi, giờ mình vớt ra được rồi. Mình
mình để nguội xíu mình sắt ha. Giờ nó còn nóng quá. Chín không? Bào chín không? Bào chín. Nãy giờ lâu rồi đã. Thơm phức, thơm nước dừa. Trong sát gà thịt đỏ chén đã lắm nha. Dê, bào được. Đây là cái nồi mà nãy mình luộc nè mấy bạn. Mình thêm nước vô mình nấu canh nha. Làm thêm món nữa. Tại nãy quỷ khen trần mua cải, cải nấu canh. Đó, giờ mình phải rửa, mình lấy mớ này mình nấu món canh nữa. Ăn cơm luôn. Chạy như trong bộ đội vậy. Không phải, kiểu cá cải là kiểu làm biến với bộ đội gì ba. Hổm có bạn vô bình luận. Mấy cái clip trước có bạn vô bình luận nói nhờ ông YouTube mà cánh đàn ông giỏi nấu nướng. Cũng đúng ha. Đó. Nhờ có YouTube cái đàn ông mạnh ai nấy nấu nướng này kia hết trơn. Nát như ba. Chút xíu mình qua nó cũng vô bụng hết à. Thôi. Vừa qua ăn vậy hả? À, qua ăn, ăn vậy ăn như heo. Thiệt á. Luộc này mình làm hai loại nước chấm nha các bạn. Một là mắm nêm bình thường thôi. Còn thứ hai là mình làm nước chấm tàu nước băm. Làm nhuyễn với muối nha. Mình dàn tắt vô. Để tắt nè. Vừa chua chua ngon lắm. Bây giờ là mình đâm tàu nước trước. Xong rồi mình nêm muối được ngọt vô. Dắt tắt là ok. Rồi tới lẩu nước chấm thứ hai nha các bạn. Mình cũng lấy một ít tỏi ớt mình để sẵn. Rồi mình đổ chai mắm nêm nè. Chai mắm nêm này mình mua ở ngoài có 7.000 chai. Đúng rồi. Đúng rồi. Cay quá xong rồi. Đâu có cay đâu. Thơm lắm, nó không có cay. Thấy bay mùi không? À không. Gì? Cho thử đũa thôi. Rồi, xong rồi nha. Xin mời cả nhà dùng cơm với tụi mình nha. Bạn thấy hấp dẫn chưa? Đây là chén mắm nêm. Đây là chén... Cái này kêu sao đặt? Muối ớt chanh. Muối ớt chanh. Có tỏi tẩm nữa. Rau của mình nè. À.
canh cải nha. Được không? Tán. Hết sảy. Rồi con ăn gì hút gáp cho nè. Thịt phải không? Thử à. Ăn thịt không ăn mỡ nữa không? À, kẹp miếng à, chuối chát nữa nha mấy mọi người. Không? Chua. Thử chấm ống nem nè. Tại nấu nửa chiều rồi nè. Wow, hấp dẫn quá. Ừ. Ngon rồi. Mắm nem cũng vừa luôn à. Không có mặn. Còn bây giờ mình thử cái lượng nó bột. Chấm như em mướt luôn nha. Mặn à nha. Ngon mừng lên. Ở miếng canh à? Hả? Miếng canh quá. Mắm nêm rồi tỏi ớt nữa hả? Ngon. Chấm nào cũng ngon á. Quá đã luôn hả? Thôi mời mọi người nha. Làm thử miếng này. Sao Khang? Ngon Khang? Quá ngon. Ngon ngon quá ngon. Làm thử miếng thịt đây. Làm miếng thịt lại. Ngon. Ngon ngon. Ngon ngon Cao Tiến. Hết sảy. Nói rồi con. Nói. Quá. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Bye bye. Cảm ơn rồi. Tính tiền chị ơi.